đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. FIFA phê chuẩn trọng tài và chính thức có mặt tại V-League. Tuyển Việt Nam, tuyển Syria, thuốc thử liều cao. Nhận định U17 Việt Nam và U17 Nhật Bản, khúc cua quyết định. Câu lạc bộ Hà Nội sắp chia tay cựu cầu thủ của câu lạc bộ Arsenal. FIFA phê chuẩn trọng tài và chính thức có mặt tại V-League. Chủ tịch công ty VPF Trần Anh Tú tiết lộ công nghệ VAR sẽ bắt đầu được áp dụng ở giai đoạn cuối của V-League và trận chung kết cúp quốc gia 2023. Ngày 20 tháng 6, Phó Chủ tịch chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam VPF, đồng thời là Chủ tịch công ty VPF, đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, Trần Anh Tú cho biết, FIFA vừa kết thúc việc đánh giá 18 trọng tài, trợ lý trọng tài VAR của Việt Nam. Khoảng 2 tuần nữa, FIFA sẽ có trả lời chính thức về việc trọng tài nào đạt, trọng tài nào không đạt. Tuy nhiên, qua nhận xét của chuyên gia FIFA, trọng tài Việt Nam nắm bắt công nghệ, kỹ thuật về VAR khá nhanh. Chúng tôi hy vọng tỷ lệ đạt là 100%, ông Trần Anh Tú nói. Trước đó, 18 trọng tài, trợ lý trọng tài Việt Nam đã tham gia vào các khóa tập huấn vận hành VAR dưới sự giám sát, chỉ bảo của các chuyên gia FIFA, AFC. Trong số này, chỉ có 1-2 trọng tài cần trau dồi thêm, song hoàn toàn có thể đạt chuẩn FIFA. Theo ông Trần Anh Tú, FIFA đã phê chuẩn 2 xe VAR của Việt Nam đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để làm nhiệm vụ tại các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp và tới đây sẽ tiến hành thủ tục đưa thêm 2 xe VAR vào hoạt động. Ban đầu, VPF dự kiến áp dụng VAR ở một số trận đấu quan trọng giai đoạn cuối V-League 2023, nơi có các trận đấu quyết định tới ngôi vị vô địch hoặc xuất trụ hạng. Tuy nhiên, theo chủ tịch VPF Trần Anh Tú, FIFA khuyến cáo trong giai đoạn đầu chỉ nên áp dụng ở các trận đấu bình thường. Độ khó vừa phải để trọng tài có thể kịp bắt nhịp, bởi nếu trình làm VAR ở những trận đấu khó, rất có thể xảy ra trục trặc. Với tiến độ này, dự kiến VAR có thể được áp dụng ngay từ cuối giải V-League 2023. VPF, ban trọng tài VFF sẽ tính toán lựa chọn trận đấu phù hợp để anh em trọng tài quen với cách vận hành trước, sau đó áp dụng vào các trận đấu khó hơn như là chung kết cúp quốc gia. Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú nói. Công nghệ video hỗ trợ trọng tài và được phổ biến trên thế giới sau khi FIFA đưa vào áp dụng từ World Cup 2018. Tại Đông Nam Á, Thái Lan hay Singapore đã áp dụng công nghệ này. Còn tại Việt Nam, V-League 2023 sẽ là mùa giải đầu tiên mà người hâm mộ được trải nghiệm cảm giác về VAR. Tuyển Việt Nam, tuyển Syria, thuốc thử liều cao. Sau màn thể hiện không được như ý ở trận đấu gặp Hồng Kông Trung Quốc, người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện tốt trước trận đấu gặp đội tuyển Syria vào tối ngày 20 tháng 6 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định. Đây là đối thủ được đánh giá khá chất lượng, sẽ là thuốc thử liều cao với thầy trò huấn luyện viên Philippe Thuzier. Thắng trận đầu tiên trong lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, nhưng những gì mà huấn luyện viên người Pháp cùng các học trò thể hiện vẫn khiến người hâm mộ thất vọng. Các học trò của ông Philippe Thuzier dường như chưa thuộc bài về lối chơi, chiến thuật cũng như yếu tố con người của đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề. Cũng dễ hiểu bởi thời gian mà các cầu thủ làm việc với huấn luyện viên Thuzier là khá ngắn, chưa đủ để khiến cách chơi của họ có chuyển biến rõ rệt. Người hâm mộ cũng rất chờ đợi xem sự thích nghi của ông Thuzier với điều kiện hiện có trong tay để có thể linh hoạt trong cách chơi của đội tuyển Việt Nam. Liệu trình độ, thể lực của cầu thủ Việt Nam có đủ để chơi theo những gì mà phù thủy trắng mong muốn? Sức ép và sự thất vọng từ người hâm mộ là nỗi lo lớn nhất. Với những màn trình diễn ở trên sân vận động Lạch Tray, khá nhiều cổ động viên đã bỏ về khi trận đấu còn chưa kết thúc. Syria được đánh giá mạnh hơn nhiều so với đối thủ bị tuyển Việt Nam đánh bại với tỷ số 1-0 cách đây 4 ngày trên sân vận động Lạch Tray. Hiện đội bóng đến từ Tây Á đang nhỉnh hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA khi xếp hạng 90 thế giới, hơn Việt Nam 5 bậc. Đội bóng này cũng sở hữu nhiều cầu thủ kinh nghiệm đang chơi bóng tại nước ngoài. Ngoài đội hình có nhiều cầu thủ chất lượng, Syria còn được đang dẫn dắt bởi huấn luyện viên nổi tiếng người Argentina, ông Hector Cooper. Chiến lược gia này từng giúp đội tuyển Ai Cập dự World Cup năm 2018. Về thành tích, tuyển Syria được lọt đến vòng loại thứ 3 World Cup 2018 và 2022. Họ từng suýt có vé dự trận playoff liên lục địa để xác định suất cuối cùng dự World Cup 2018, nhưng sau đó đã đánh mất cơ hội vào tay của Australia. Trước đối thủ được nhận định mạnh hơn, người hâm mộ cũng chờ đợi xem ông Thuzier sẽ dùng chiến thuật nào để đối phó. Ông sẽ cho các học trò của mình chơi phòng ngự, phản công, lối chơi được cho là ngược với triết lý mà chiến lược gia người Pháp mong muốn xây dựng cho đội tuyển Việt Nam chăng? Trận đấu này, người hâm mộ mong chờ huấn luyện viên Thuzier có thể gắn kết được các nhân tố phù hợp, chứ không phải là tung ra những cầu thủ tốt nhất mà lối chơi toàn đội lại không hiệu quả. Gặp Syria là cơ hội để đội tuyển Việt Nam cải thiện lối chơi, đồng thời tiếp tục thử nghiệm đội hình để lựa chọn ra bộ khung tốt nhất trước khi bước vào những mục tiêu quan trọng. Vì thế, màn thể hiện của các cầu thủ Việt Nam ở trận đấu gặp Syria đang rất được chờ đợi. Đội tuyển Việt Nam sau trận thắng vất vả trước Hồng Kông Trung Quốc đã rút ra nhiều bài học. Dù vậy, huấn luyện viên Thuzier thừa nhận ông và các học trò phải làm việc rất nhiều, trong đó phải cải thiện được khâu dứt điểm cũng như sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên 68 tuổi này cho biết: "Mục tiêu của tôi vẫn là hoàn thiện lối chơi cũng như đấu pháp đã đề ra. Sau những gì đã làm được ở trận đấu gặp Hồng Kông Trung Quốc, tôi đã rút khỏi đội hình một số cái tên, đồng thời bổ sung những gương mặt mới." Nhân sự đội tuyển Việt Nam đã có sự thay đổi khi huấn luyện viên Thuzier loại 3 cầu thủ là Xuân Mạnh,
Việt Anh và Văn Đức. Thay vào đó, ông đôi ba cầu thủ lứa U23 lên đội tuyển quốc gia là thủ môn Văn Việt, Thái Sơn và Đức Phú. Bên cạnh đó, 6 cầu thủ không được đăng ký ở trận đấu trước là Công Phượng, Văn Toàn, Mạnh Dũng và Tiến Dũng, Văn Thành và thủ môn Minh Toàn đã được điền tên trong danh sách chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Syria sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 20 tháng 6. Nhận định U17 Việt Nam và U17 Nhật Bản, khúc cua quyết định. Nhận định U17 Việt Nam với U17 Nhật Bản trong khuôn khổ lượt trận đấu thứ hai bảng D của vòng chung kết U17 châu Á 2023 diễn ra vào lúc 17 giờ chiều ngày 20 tháng 6. U17 Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng ở trận ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2023 trước U17 Ấn Độ. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không thể giành trọn vẹn 3 điểm ngày ra quân. Với kết quả hòa 1-1 trước U17 Ấn Độ, U17 Việt Nam lâm vào thế khó trong việc đua tranh giành tấm vé vào tứ kết U17 châu Á. Bởi lẽ hai đối thủ còn lại của U17 Việt Nam ở vòng bảng là U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan có sức mạnh vượt trội. Theo lịch thi đấu của vòng chung kết U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam và U17 Nhật Bản sẽ đọ sức vào lúc 17 giờ chiều nay ngày 20 tháng 6. Đây là trận đấu có tính chất quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nếu muốn giành vé được vào tứ kết, U17 Việt Nam không được phép bại trận. Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Tôi mong các cầu thủ U17 Việt Nam bớt hồi hộp để có một trận đấu tốt. Như tôi đã nói từ đầu giải, các đội ở bảng D đều khó khăn như nhau. U17 Nhật Bản là một đội bóng mạnh và các đối thủ khác cũng vậy. Mục tiêu có điểm trước U17 Nhật Bản là rất khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vì đội bóng này được đánh giá mạnh nhất ở bảng D. Ở trận ra quân, dù bị U17 Uzbekistan cầm hòa 1-1, nhưng U17 Nhật Bản đã thể hiện được rõ sức mạnh của mình, thi đấu có đường nét và lấn lướt hơn đối thủ. Chắc chắn U17 Nhật Bản sẽ chơi tấn công trước cuộc so tài với U17 Việt Nam. Do đó, đại diện của khu vực Đông Nam Á sẽ có cơ hội để áp dụng bài tủ, đó là chơi phòng ngự phản công, chờ đối thủ mắc sai lầm và tung ra đòn trừng phạt. Tuy nhiên, nếu U17 Việt Nam lùi quá sâu đội hình để phòng ngự sẽ tạo điều kiện cho đối thủ có khoảng trống để triển khai tấn công. Nếu U17 Việt Nam đá áp sát thì bài toán thể lực là điều mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng phải tính toán. Tuy nhiên, nếu U17 Việt Nam lùi quá sâu đội hình để phòng ngự sẽ tạo điều kiện cho đối thủ có khoảng trống và để triển khai tấn công. Nếu U17 Việt Nam đá áp sát thì bài toán thể lực là điều mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng phải tính toán. Ở trận đấu với U17 Ấn Độ, U17 Việt Nam vừa thể hiện được bộ mặt tích cực trong lối chơi nhưng cũng đã phơi bày những điểm yếu ở khả năng tấn công cũng như là phòng ngự. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ ở trận đấu với U17 Nhật Bản, U17 Việt Nam không những cải thiện bộ mặt của mình mà cần có thêm thần may mắn trợ giúp. Theo lịch trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Nhật Bản diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay, ngày 20 tháng 6. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sắp chia tay cựu cầu thủ của Arsenal. Ngoại binh Alton Montero từng thi đấu cho các đội trẻ của Arsenal, nhiều khả năng sẽ sớm rời câu lạc bộ Công an Hà Nội. Theo nhiều nguồn tin, Alton Montero từng thi đấu cho các đội trẻ của Arsenal trước khi được đưa lên vào đội 1 vào mùa hè năm 2013-2014, cũng sắp phải nói lời chia tay với đội bóng thủ đô. Alton Montero trở lại Công an Hà Nội khi chân sút Sumu chấn thương, không thể thi đấu ở phần cuối của giai đoạn 1. Giờ đây, khi Sumu đã bình phục, Alton Montero gần như sẽ phải chia tay. Ngoài chiêu mộ Quang Hải, Công an Hà Nội được cho là sẽ kích hoạt thêm 3 bom tấn khác, một trung vệ ngoại và 2 tiền vệ trung tâm. Hai tiền vệ này sẽ đều là những tuyển thủ quốc gia chất lượng. Ngoài ra, nguồn tin uy tín cho hay, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ Quế Ngọc Hải để nâng cấp hàng thủ, hướng tới việc hiện thực hóa mục tiêu vô địch V-League. Trong bối cảnh không còn duy trì được nguồn tiềm lực tài chính dồi dào như trước đây, đội bóng xứ Nghệ sẽ có thể đồng ý tạo điều kiện cho một số trụ cột ra đi hậu V-League 2023. Hợp đồng giữa Quế Ngọc Hải và Sông Lam Nghệ An có thời hạn đến hết năm 2024 và nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung trong việc ra hạn hợp đồng, rất có thể Hải Quế sẽ đầu quân cho đội bóng ngành công an vào năm tới. Sau 11 vòng đấu, đội bóng thủ đô có được 21 điểm, xếp thứ hai và chỉ kém 1 điểm so với đội đầu bảng là Thanh Hóa. Ở vòng đấu tới, Công an Hà Nội sẽ tiếp đón một đội bóng đang có phong độ cao là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà vào ngày 24 tháng 6.